Anh có thấy hôm nay em xấu không? Phụ nữ mỗi lần mà soi gương á, họ luôn nhận ra một điều gì đó xấu ở khuôn mặt hoặc là cơ thể, đúng không? Đúng rồi, không hiểu tại sao phụ nữ chúng em á luôn luôn cảm thấy những cái điều bất toàn ở bản thân mình, đặc biệt là mỗi khi đứng trước gương. Đó là tại vì mình chưa tự tin, chứ anh thì không bao giờ có điều đó xảy ra. Bởi anh đâu đứng tới cái gương đâu, cái gương treo trên kia, anh đứng dưới này sao anh thấy anh được. Có những sự thật nên che giấu. Và sau đây sẽ là một thí sinh. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện của cô ấy mang đến ngày hôm nay là gì. Một tràng pháo tay dành cho Huyền Thanh. Thực ra thử thách của các tuần thì không tuần nào là đơn giản cả. Ngay cả cái tuần vừa rồi bọn mình phải trải qua thử thách catwalk. Cái việc mà phải đi giày cao gót nó cũng khiến cho mình bị đau chân. Thì mình nghĩ là cái thử thách của tuần này cũng sẽ rất là kinh khủng. Khi mà biết là được đến gặp anh Nam Trung và thay đổi diện mạo thì thực sự là mình cảm thấy rất là phấn khích và thở phào. Bởi vì là phụ nữ thì ai cũng muốn đẹp. Và thực sự là bây giờ đây chính là cơ hội mà mình được thay đổi, được làm mới mình. Khuôn mặt của mình hiện tại thì cũng có nhỏ gọn rồi. Anh có hướng dẫn là chỉ nên make up cho mình nhẹ nhàng theo phong cách Hàn Quốc, nhuộm tóc, ombre. Thực sự là khi nghe như thế thì mình rất là phấn khích bởi vì mình rất thích màu hồng. Sau khi được mặc những trang phục đẹp thì bọn mình đã được làm việc với nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lý Võ Phú Hưng. Với bộ trang phục này thì lúc đầu mình hơi bối rối một chút bởi vì là đã lâu rồi mình không chụp những cái bức ảnh mà mang tính trẻ trung như thế. Hiện tại đến thời điểm bây giờ mình có thể phô diễn bản thân mình trong những bức ảnh. Tất cả những cái khuôn mặt của mình cũng tươi tắn hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn và cái thần thái của mình nó cũng tốt hơn trước rất là nhiều. Khi mà mình được thông báo là một trong hai bài diễn của mình là đương đại thì mình cũng có hai tâm trạng đan xen, một tâm trạng thì cũng khá là mừng. Nhưng một cái mình lo lắng là với những bài lần trước bọn mình đã bung hết cả lực ra và bài nhảy lần này tất cả những cái động tác nó hơi ma mị. Thực sự là để mà diễn tả được hết tất cả những cái nội dung mà đang muốn mình truyền tải được trong cái bài nhảy này nó cực khó khăn với mình, nó khác hoàn toàn với màu của những bài đương đại trước mình đã thực hiện. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cho Huyền Thanh và Quang Đăng. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét từ giám khảo John Huy Trần. Xin mời anh. Lúc hai em chuẩn bị vô vị trí đó, xong anh thấy cái gương và cái nhạc bắt đầu. Và Đăng em quay ra thì anh nghĩ là đây sẽ là một cái tiết mục rất là hay. Và xong mình nghe cái âm thanh trong cái bài hát nó rất là ma quái. Cái động tác và cái cảm xúc tụi em tạo ra đối với anh nó chưa tới. Mấy cái động tác nó khó và nó mượt và cái câu chuyện anh thấy rõ ràng. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc mới bắt đầu thì anh cũng sắp nổi da gà. Sau đó chừng nào cái bài đi tiếp theo thì không hiểu tại sao là anh em cũng không hiểu cái cảm giác của em bây giờ là thế nào. Ở đây mọi người cũng chưa ai hiểu anh luôn á. Lúc đó em có tập trung để xem hay không? Có. Anh là thấy hay đó.
Không thì cái kỹ thuật tất cả mọi thứ trong cái bài này ổn. Là lúc xem thì em cũng hỏi anh Hoài Linh là về cái hình như chắc cái phần make up của Đăng đó. Đối với anh là tại cái phần make up nó làm cho cái cảm giác của anh nó làm cho nó hơi hài hài một tí xíu. Anh thấy nó không có nghiêm túc lắm. Anh lại không thấy hài. Anh cũng không thấy hài em à. Tức là tại vì cái này là Đăng là một cái hình ảnh xấu của cái cô gái này khi cô ấy soi gương. Đúng. Chính vì vậy là tất cả những cái nét vẽ ở những cái mỏng mắt này, rồi những cái chỗ nào mà có thể gọi là đẹp nhất, sáng nhất của người phụ nữ, nó đều có những cái vết hằn ở đây, ở trên cái đôi mắt, nó đều có. Tôi cho đây không phải là cái phần make up xấu. Một cô gái sợ xấu nhất là cái gì? Mụn nè, nám nè, tàn nhang nè. Nếu bây giờ làm mụn mà chấm 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 như vậy, nó còn hài hơn cái mặt này. Đăng, con làm một cái bớt màu tím, nó chỉ nằm ở một cái khoảng này thôi. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn và Johnny sẽ dễ cảm hơn là con vẽ cái màu đỏ như thế này. Cái quan trọng là mình chỉ đổi cái màu đỏ thành một cái bớt màu tím là một cái gì đó. Và những cái vết hằn nó hơi sâu, có lẽ là Johnny dễ cảm hơn. Đối với anh thì cái make up nó làm cho nó hơi bị nhóc một tí, Halloween một tí. Vậy thôi, là đó là sao, là lúc anh xem anh thấy bài này hay, kỹ thuật tốt, kỹ thuật cao, tụi em thể hiện tốt. Nhưng mà tại sao cái cảm giác của anh nó đang thiếu một cái gì đó? Thì ra là chỉ là vì cái make up thôi. Đúng rồi. Mà với John Huy là người ở nước ngoài lâu năm, tôi nghĩ những cái này bạn đón nhận nó sẽ dễ hơn là những người ở Việt Nam như chúng tôi. Mà không hiểu tại sao bạn lại có thể khó như vậy. Phương chưa bao giờ thấy anh Hoài Linh trở thành một luật sư giỏi và xuất sắc như vừa rồi, khi anh đính chính và trình bày một cách rất là tuyệt vời luôn, khi mà đưa về nhận xét cái phần thi của các bạn. Nhờ em nó mà đàn với nâng khen anh. Hồi giờ nó chưa bao giờ khen. Lần đầu tiên anh. Ở toàn chê không. Bây giờ sẽ là những lời góp ý của anh Linh về bài biểu diễn vừa rồi. Còn về cái phần biểu diễn của các bạn là tôi thấy một cái sự sáng tạo và một cái ý tưởng nó rất là hay. Cô gái ấy đã đạp lên chính cái mặc cảm của mình. Đăng đã chịu những cái cú đạp của Huyền Thanh khi bước lên trên cái mặc cảm của mình. Bài này khi các bạn diễn thì làm cho tôi hiểu được cái cảm xúc, như là một cái thông điệp của những người phụ nữ mặc cảm về cái ngoại hình của mình, về cái gương mặt của mình. Tôi cho đây là một cái bài rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Và xin mời những nhận xét từ giám khảo Đàm Vinh Hưng. Không lẽ bây giờ tôi đưa nguyên cái bản này cho camera chiếu coi cho kỹ tất cả những gì Linh nói, tôi viết là sẵn hết trơn, giống y chang luôn à. Bây giờ tôi nói lại lần nữa để khẳng định là giữa tôi và anh ấy có một sự đồng cảm rất lớn. Đối với tiết mục này nhé, thứ nhất là chọn nhạc giỏi, biên đạo giỏi luôn, khi mà có những cái động tác rất là lạ lẫm và rất là táo bạo. Và cái đỉnh điểm của câu chuyện được đẩy lên khi mà Huyền Thanh đã dẫm đạp và để tất cả những sự mặc cảm, tự ti, xấu xa đó dưới chân mình, bước tới và đẩy lùi nó vào trong cái gương để trở thành một người tự tin hơn. Cái cảm xúc đó nó lạ lắm, nó đã lắm, coi mà hiểu được câu chuyện bạn muốn nói gì. Đôi chỗ nổi da gà. Tôi thích những cái động tác mà các bạn làm những cái gì mà bất ngờ. Bài diễn này nó diễn tả rất là đều, dàn trải đều hết cho cái nỗi hoảng sợ của phụ nữ đó. Khi nó cứ ám ảnh, nó cứ lao mình vào ngay cả giấc ngủ trong hàng đêm, mình muốn đẩy lùi nó ra cơ, và cuối cùng đã chiến thắng. Chúc mừng các em, tôi thích. Còn một cái điều nữa góp ý cho Quang Đăng thôi. Khi cô gái đẩy lùi tất cả những cái gì mà cô ấy mặc cảm vào trong gương, thì lúc đấy tôi nhớ không lầm là Huyền Thanh lại xoay mặt ra ngoài này. Tôi lại không thích điều đó. Cái đó nó chưa thể hiện được cái sự tự tin. Con hiểu không? Khi đẩy vào một cái, Quang Đăng xoay mặt là em đối diện với thẳng với cái gương luôn. Xong đối diện xong xoay ngược ra, nhoẻn miệng nở một nụ cười tự tin là ok. Dẫm vô phát. Chị đẹp mà. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ ba vị giám khảo của chúng tôi. Và bây giờ sẽ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Xin mời. Cái điểm anh chấm cái bài này 9 điểm. Xin mời số điểm từ giám khảo Hoài Linh. John Huy chỉ trừ các em là cái phần make up. Còn tôi không khe cái phần make up. Tôi cho thẳng 10 điểm luôn. Và xin mời giám khảo Đàm Vĩnh Hưng.
các bạn có thể nhớ lại kỹ coi trong cái phần nhận xét của tôi á, có cái gạch đầu dòng nào chê các bạn không? Và số điểm là dĩ nhiên là 10. Xin chúc mừng. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa trải qua 3 tiết mục vô cùng thú vị. Trước khi đến với tiết mục thứ 4, chúng ta cùng giải lao trong giây lát.